Hello xin kính chào các bạn Hồi bữa thì uh, cái công ty đá vàng bạc đá quý heo bệnh nó gửi cho mình một cuốn là 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 nhân dịp lễ uh, lễ tạ ơn Bữa hôm nay là lễ Noel nó, nó lại gửi cho mình một cuốn khác nữa Thì cái cuốn này là là cái cuốn mới mới nhận được bữa hôm nay Cái cuốn này là là để coi nó nó có giảm giá gì không các bạn nhé Thì uh, ở ngoài đầu trang mình đã thấy là nó ghi là 50 ốp 50 có nghĩa, có nghĩa là sao? Có nghĩa là các bạn mua triệu đồng nó sẽ ốp nó nó sẽ giảm giá 50 đồng thì uh, mình nói trời vậy, như, như vậy thì mình đi vô cửa hàng mình mua một món đồ 50 đồng thì nó sẽ giảm giá cho mình 50 đồng như vậy thì mình sẽ mình sẽ kiếm được mình sẽ là lấy món đồ đó là miễn phí như như nhưng mà tất cả những cái món đồ trong cửa hàng này không có món đồ là 5 50 đồng cả các bạn nhé Ok bây giờ mình sẽ lật cái trang thứ hai thì bữa hôm nay cái bữa hôm nay cái trang này nó không có cho các bạn là cái I, ipad surface uh, pro 2 nữa nó không có cho ai cả nhưng mà bữa hôm nay nó 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 dẫn vào vô trang chính đó chính là à, bông tai nè dây chuyền nè à, nhẫn nè ok thì mấy cái đồ ghé tiền bây giờ thì ở đây nó có nó có cho mình một cái thẻ cái thẻ này á cái thẻ này ở sau nó có một cái code thì à, các bạn cầm cái thẻ này vô các bạn mua bất cứ món đồ gì nó sẽ giảm cho các bạn 50 đô la ok đây là cái thẻ quà tặng còn cái thẻ này cái thẻ này cũng là 50 đô la luôn ở sao cũng có code luôn nhưng mà thẻ này nó nó nói là nó nói là 50 đô la nó sẽ giảm cho các bạn 50 đô la. Nhưng mà cái thẻ nó có bốn cái nó nó sẽ giảm cho các bạn là 100 đô la nếu mà các bạn mua mua 499 đô la hay là nó sẽ giảm cho các bạn 150 đô la nếu mà các bạn mua 700 đô la hay là nó sẽ giảm cho các bạn 250 đô la nếu mà các bạn mua là 1449 đô la. Đó à, thì uh, mình sẽ cầm hai cái phiếu này nếu mà mình đi mua thì mình sẽ giảm giá được là uh, 100 đô các bạn nhé. Ok, hai cái này ở đây thì nó nó có bán một một bộ dây chuyền để mà tặng cho cho người yêu nữa các bạn đó các thấy không thì uh, cái cái cặp dây chuyền này là đá 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 tử thúy không đá 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 sapphire sapphire. nó nó có màu xanh ngọc bích trong bộ phim Titanic thì uh, nó còn có một cộng dây chuyền hai cái bông hai cái bông tai các bạn và một cái chiếc nhẫn ok thì cái giá của nó đó, for all tuy là 99 đô la giờ cái này chắc là đồ đồ bạc các bạn có 99 đô la, 2 triệu mấy à. Thì uh, cái này là nếu mà các bạn mua từng món riêng á là 30 đô, 30 đô, 30 đô, cái okay. cái này chắc là bạc các bạn. Ok. Mình bỏ qua mấy cái đó đi. Mấy mấy cái, 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 cái tiền là mấy 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 nhỏ cái không thích rồi. Bây giờ thì uh, nói chung là cái lần này á uh, thì uh, họ không có cái gì gọi là hấp dẫn cả các bạn ơi. Ok bây giờ thì bây giờ thì ở đây ở đây nó, nó nó cũng có để là nó sẽ tặng cho các bạn cái máy tính bảng Superpad Pro Chu nữa ok các bạn thì bây giờ mình sẽ trở lại cái chủ đề chính của hôm nay đó chính là đó chính là bữa hôm nay câu chuyện bữa hôm nay mình nói với các bạn đó chính là à, người ta thường hay nói là thôi à, tụi, tụi bay là tụi lâu low lowlife thì à, các bạn biết không có nhiều người á giống có nhiều người Việt Nam họ chơi người Việt Nam bên mình là là lai có nghĩa là là đẳng cấp thấp đó các bạn thì bữa hôm nay mình 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 sẽ nói về cái chủ đề mà cái thằng học ngu nó lại kiếm được nhiều tiền hơn cái thằng học giỏi. Thì uh, cũng giống như hôm nay các bạn cũng đã uh, giống như là coi một cái đám cưới thế kỷ của một cái người streamer giàu cái thế giới đó là uh, cái anh chàng Simmsit gì đó, ok. Thì uh, vợ của ảnh là cái cô nàng sợi non thì cái cô nàng này rất là nổi tiếng với một câu nói là một đứa học ngu á, mà kiếm được nhiều tiền hơn một đứa học giỏi. Thì uh, cái cái đứa học ngu nó cũng trở thành một đứa học giỏi nữa. Ok thì bữa hôm nay mình sẽ trở lại cái chủ đề là tại sao cái thằng học ngu nó lại kiếm được nhiều tiền hơn cái thằng học giỏi các bạn thì các bạn thật các bạn biết không cái thằng học giỏi á, thì dĩ nhiên là nó nó sẽ học giỏi hơn cái thằng học ngu thì tối ngày nó chỉ có biết học 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 không mà thì lúc nào nó cũng học giỏi cả nhưng mà khi mà ra đời á, thì nó lại không kiếm được việc làm như ý tại vì bây giờ thời buổi đang kinh tế khó khăn các bạn còn cái thằng học ngu thì thằng học ngu thì tới ngày nó cứ đi làm đi làm đi làm thì nó gặp thời các bạn thì thì nó làm nó làm tới đâu nó nó kiếm được nhiều tiền tới đó rồi nó, nó 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 có nhiều sự nghiệp hơn nó nó có nó có nhiều tiền hơn thì cái thằng học ngu thì tới ngày nó nó biết đi học thôi cho nên cái thằng học ngu thì cái thằng học giỏi thì nó 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 không kiếm được nhiều tiền hơn thằng học ngu các bạn nhưng mà bây giờ thời thời thế bây giờ là là người nào có tiền là người người đó nói chuyện ok thì bây giờ cái thằng cái, cái thằng học cái thằng học học giỏi thì nó nó nói với cái thằng học ngu á ơi mày là mày là low life low life có có nghĩa là là đẳng cấp thấp đó các bạn thì thì cái thằng học ngu á thì nó nó học ngu thiệt nhưng mà nó có nhiều tiền các bạn thì thằng học ngu nói uh, vậy mày chứng minh cho tao biết là low life là là gì đi ok thì uh, cái thằng học giỏi á thì lúc nào nó cũng tự nhận là nó nó là người học giỏi các bạn nó nhưng mà nó cái vấn đề là nó không kiếm được tiền trong khi đó cái thằng mà học ngu á thì nó lại kiếm được nhiều tiền hơn cái thằng học giỏi nó mới chết ở chỗ này các bạn nó chết ở chỗ này trong cái, cái thằng học ngu á thì nó lại kiếm được nhiều tiền hơn cái thằng học giỏi chẳng hạn như ở bên mỹ mà đi ở bên mỹ mình nó những cái người đi làm neo thì họ lại kiếm được nhiều tiền hơn những cái người đi đi học các bạn thì mấy 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 thằng đi học đại học á tụi nó đi học đại học xong tụi nó ra tụi nó không kiếm được việc làm tụi nó không kiếm được việc làm thì tụi nó mới chơi những cái người làm neo là lâu lai các bạn lâu lai có nghĩa là đẳng cấp thấp đó nhưng mà ngược lại một cái là những cái người làm nail á thì tụi nó lại kiếm được nhiều tiền hơn những cái thằng đi học đại học một cái sự thật rất là đáng buồn các bạn thì bây giờ những cái thằng học đại học á thì tụi nó không có tiền tại vì tụi nó tụi nó học học mấy năm trời học lòi bán họng luôn mà tụi nó ra tụi nó không kiếm được việc làm trong khi đó mấy thằng làm nail á thì có nhà cao cửa rộng không có tiền trong ngân hàng có hai ba căn nhà chạy xe mercedes bmw thì mấy cái thằng đi học ra thì tụi nó giống như là rất là bực bội các bạn tụi nó, cho nên tụi nó gọi mấy cái người đi làm nail là low-life có nghĩa là đẳng cấp thấp nhưng mà những cái người này họ lại có nhiều tiền hơn mấy thằng đi học các bạn thì bây giờ thời buổi nó khác rồi thì bây giờ mấy mấy cái thằng đi học này tụi nó không kiếm được việc làm thì người ta mất khuyên nó là thôi bây giờ tụi bay đi làm nail đi để có tiền thì mấy mấy thằng này lại nói là trời ơi tao học đại học 6 năm trời mà mày kêu tao đi làm nail mãi vẫn mặt hoài ta có thể bằng cái tuổi lâu lai được, nè thì uh, các bạn biết không, tụi nó nói là trời ơi công sức tông đi học đại học mà bây giờ bây giờ mày kêu tao đi vũ neo mãi nó lại không chịu đi vũ neo bạn, thì bây giờ nói chung là đói chọi mỏ rồi, các bạn biết không kinh tế bây giờ nó 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 cũng hơi khó khăn rồi, thấy không người ta thì uh, thất nghiệp liên tục, đó bây giờ mày học đại học ra phải không cái bằng của mày chỉ đi lót nồi cơm thôi nhé thì nhưng mà những cái người này họ cứ nghĩ là thôi ta học cao hiểu rộng mà ta không thể đi làm neo được đó nhưng mà mấy cái người đi làm neo thì họ lại càng ngại họ càng kiếm nhiều tiền nhiều tiền nhiều tiền thì uh, bây giờ các bạn cũng đã hiểu là tại sao cái một cái đứa học ngu mà nó lại kiếm được nhiều tiền hơn một cái đứa học giỏi rồi chứ thôi bây giờ thì uh, mình uh, tạm dừng video tại đây à, tại đây đi các bạn ơi hẹn gặp các bạn trong video clip lần sau nhé bye bye các bạn